Vô thành Vinh Huệ cùng chồng nha cô chú anh chị. Sau khi thắp nhang bảo mộ cho bên quận năm thì chị Bình Tinh qua thắp nhang cho cô Thanh Kim Huệ. Và tiếp theo thì cho nghệ sĩ Nam Hùng. Tí nữa anh em mình dẫn chị lên viện bảo tàng cho chị coi những hình của ba nữa ha. Nâng ha. Rồi, cảm ơn chị cũng như là gia đình rất là nhiều ha. Chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe. Biết liền. Rồi, em trả cho vô. Rồi, chị Bình Tinh xong rồi mọi người thì bây giờ chị Bình Tinh mời chị vô hậu trường không chị. Hát cho mọi nghe. Bây giờ cho sáng nghe. Kim tìm cho Bình Tinh chỗ nào mát ngồi đi cho nó khỏi cái đứa. Lấy gì chơi mà chị. Rồi rồi rồi. Ngồi anh em xa ra xíu nha. Anh em xa nha anh em. Anh em không có sợ anh nào anh em nào cũng có phần quay á. Rồi. Cho em gửi cái dù á. Phải đi về để em còn đi quay nữa. Bởi vì á về tới xong á là nó phải trả nợ mấy cái game và mấy cái công việc của em mà lúc em đi nước ngoài em đỡ nhóc nè. Dạ. Em cảm ơn mọi người và em mọi người ơi giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn Bình Tinh. Hồi nãy ca sĩ gì hứa hát á ha. Thôi thôi bà Bình Tinh ơi em hát nha, câu trong cổ Bình Tinh. Dạ. Câu em về ha. Bây giờ mà em hát là em sợ em để em quay. Không em cứ tập trung vô em cứ hát như là cậu đang ở bên anh em mình. Không sao đâu. Quay quay chụp quay bố anh em chung cái đi. Rồi. Bố mấy anh cầm bên đó quay giùm tụi em cái kỷ niệm nha. Cầm hai cánh tay. Chị đánh tay cầm đó chị. Bà có quay không? Biết quay không? Quay rồi. Ê anh bấm nút quay, bấm nút quay. Chưa bấm nút quay. Nè. Rồi khi nào quay bấm. Lúc đỏ nó phải đợi quay bấm lúc đỏ. Tôi nói giờ tôi nói chứ. Anh ảnh đứng trên trước trên bà mộ. Quay chưa anh, quay chưa, bấm quay chưa? Quay rồi. Hôm nay thì gia đình của Út Tinh, nghệ sĩ Bình Tinh, Nhật Minh, Trường Bảo và cao sĩ Hùng có đủ duyên về đây thăm mộ cậu. Từ lúc cậu mất tới giờ Hùng mới được lên. Hôm nay rất là vui mà khi được mọi người yêu thương cậu như thế này, mình cũng thấm thấy là rất là ngưỡng mộ cậu. Cho nên bây giờ trong lòng không biết sao đó. Thôi Út Tinh nói đi Út. Tin giờ nấu hộp tin hết nữa. Rồi thôi bây giờ. Ôi. Ăn hàng cả nhà ơi. Trong luôn đi. Bây giờ thì
đi dọn thôi, mấy em ca cũng đi hát rồi, giờ về đi đi game show. Nhưng thôi để mấy em dẫn vô dẫn chạy ra, cũng có game show, một cái hợp đồng game show, cái dù chị ơi chị cũng giả già là em chụp tấm hình em mượn là để cho em nào đó ca cút đi rồi để cho Bình Tinh về để còn đi game show nữa. Bỏ khẩu trang chị lấy khẩu trang ra chụp cho nó rồi. Ok rồi, đẹp quá. Wow, đẹp quá. Mấy anh lấy cái điện thoại ra cho em cái tay lấy cho chị chụp hình cái tay rồi. 1, 2, 3 anh đã tìm thấy là em chụp cái mày nha. Có ai dứng phiếu thì nấu anh chụp lên với xong em chụp với Hùng tắm Hùng vô luôn. Chụp đi ok chụp lên chụp phiếu thì nói em rút tay vô nha. Cẩu trang ra anh biết Bình Tinh quá. 2, 3 cho em chụp tấm hình anh đi. Ủa phải này bị ảnh rồi. Rồi 2, 3 Wow. Để chụp lâu tí đi anh, không sao đâu. Để mình quay. Cộng năm cậu dễ thương rồi mà có. Cái đầu có đầu sát vô hình mình ba Bình Tinh. Rồi vô đem chụp. Phan để chụp Bình Tinh lại lại nãy bị quay phim rồi. Rồi chụp lại ha. Lâu tí anh. Lâu tí anh. Rồi ok. Mình vô đi chụp tấm. Tên mình với Bình Tinh. Rồi sao mà khán giả vô chụp. Rồi vô chụp tấm Minh Bình Tinh nè. Nhật Minh Bình Tinh. Rồi vô nè, những bên mình tính chụp nha. 2, 3 ok. Chụp liền nữa hả? 2, 3 Rồi 2, 3 3, ok ạ. Chụp bình tĩnh rồi, rồi xe rồi. Đi bà ngoại ơi, bà ngoại Bình Phước. Đó. Bình Phước. Đại đầu tiên luôn đó, bà ngoại ơi. Bà nội mới đi hai lần quá, qua hôm nay. Chị ơi, ok, quá đẹp luôn. Chị ba lần nữa hôm nay nè. Hôm nay là gì? Dạ, bà ngoại đi. Cảm ơn con. Đó, bây giờ... Tên mãi đợi. Rồi chị Bình Tinh nó về mọi người ơi. Chị không mà bà ngoại là lên đây 3 ngày liên tục rồi đó chị. Bà ngoại mới chụp chung chị á. Bà ngoại ở đâu vậy? Ở Bình Phước. Không, bà ngoại ở trên Bình Phước. Bình Phước. Rồi bà ngoại lên đây bằng gì? Lên đây bằng xe giường nằm. Xe giường nằm. Nhưng mà ở đây 3 ngày liên tục rồi. Đó, bà ngoại vừa chụp hình chung với chị đó. Ngoài dạ cái này con anh đi dạ. Dạ con xin cho phép con được anh em phụ bà một chiếc xe anh em, tại vì bà đến đây để bà thương ba con ở đây bà dạ tưởng nhớ đến ba con bà cho con xin phụ chút xíu thôi nghe dạ. Bà cảm ơn con không có dám nói là con cho bà dạ. Bà cảm ơn cháu gái bà dạ. Bà ngoại nè mọi người, bà ngoại mấy ngày nay là bà ngoại ba lần xuống là ba lần đi ha. Dạ cảm ơn con. Cảm ơn hai vợ chồng. Rồi. Tin lên xe luôn. Đó, rất là cảm ơn chị. Chị chúc mấy anh là chịu view hết nha. Chị có nào có gì mới thì lên clip của anh con nha. Lên con phim mới. Chào luôn, mọi người luôn. Rồi. Chào anh. Rồi, bye bye chị nha. Rồi.